cái gì mà gọi lắm thế? Chỉ có trà thôi. Trà giá tới, trà giá lui. Bố mày nghe. Ôi. Sao con gọi mãi mà bố không bắt máy? Ừ thì bố mày đi thăm bạn ở miền Tây ấy. Bác. Ta. Tao nói là mấy bữa nay không hiểu sao á, sóng điện thoại nó cứ chập chờn lúc có lúc không con ạ. Bố đi thăm người quen mà toàn những chỗ không có sóng à? Bố mày đi trốn đấy. Được chưa? Bố nợ nần gì ai mà phải trốn? Vâng, nợ. Nợ ân tình bà con lối xóm con ơi. Bố mày lỡ nói với lại mọi người ở trong hàng trong xóm này á là bố lên Sài Gòn vừa thăm cháu nội mà bây giờ không có thì mặt mũi nào mà nhìn người ta hả con? Thì phải trốn thôi. Ý là bố. Thôi được rồi. Bây giờ bố về nhà đi. Chuyện nhà mình biết. Bố cả một đời lẫm liệt sợ gì ai? Bố bình tĩnh lại đi. Mấy hôm nữa rồi con thu xếp con về thăm bố. Bố nhá. Lẫm liệt một đời. Bố mày bây giờ xẹp như con rán đấy. Tự kỷ đến nơi rồi con ơi. Con trai ơi. Thuốc đây, thuốc đây, thuốc tới đây. Đây. Thuốc của con đó. Uống đi. Uống miết rồi mà vẫn chưa hết hả má? Trời đất ơi, con nhỏ này không có làm biếng uống thuốc vậy nha. Con biết không? Con uống thuốc nam này á là phải uống hoài, uống hoài, uống hoài. Uống như vậy á nó mới có tác dụng được. Hiểu chưa? Nè, uống đi con. Thuốc đang ấm ấm, uống mới có tác dụng nha. Nè, con xin má. Nè, tươi lên. Mình uống thuốc á, mình phải tươi lên thì cái thuốc nó mới thẩm thấu được, hiểu không? Con buồn là thuốc nó không có thấm đâu. Dạ. Giỏi quá. Hay quá, cố lên con. Cố lên, cố lên, cố lên. Xong rồi. Thuốc đắng lắm hả em? Không có đắng. Đắng hồi nào? Không có đắng đúng không con? Ê, đi đâu vậy? Thì con đi rửa. Để cho má. Hai vợ chồng cứ nói chuyện đi. Con cảm ơn má. Ơn nghĩa gì không biết nữa. Phải chi em uống chén thuốc đó vô, mọi chuyện trở nên ngọt ngào thì hay biết mấy. Thuốc tháng suốt một ngày thâu. Giá như anh biết được bát thuốc đấy có tác dụng thật hay không? Mình giái tứ phương. Bố thì mong có cháu quá, còn má của em thì mong tụi mình có đứa con cho vui cửa vui nhà. Chuyện con cái tạo áp lực cho em lớn quá. Với anh chỉ cần em khỏe mạnh là được rồi. Nhưng mà chuyện con cái giờ này anh thấy không quá cần thiết nữa. Biết đâu số mệnh vợ chồng mình là được tự do chăm sóc lẫn nhau mà không vướng bận chuyện con cái. Em biết là anh thương em, nhưng mà mình cứ như vậy bố sẽ buồn lắm. Dở dang nào có hay gì, đã tu tu trót qua thì thôi. Vợ chồng mình cố gắng để có được một đứa con nhưng mãi không có được. Bố đã nói là mình bất hiếu. Bây giờ mà mình không cố gắng nữa, lỡ như bố là người thế hệ cũ nên mang nặng tư tưởng gia tộc. Còn với anh nghĩ cuộc đời này không nên mong cầu được gì quá sức mình. Riêng chuyện này anh sẽ thưa lại với bố và cả má nữa. Chỉ cần có em nghe anh lầy kiều là đủ cả một đời rồi.